Bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ làm là video tô mò. Nếu các bạn thấy video này hay thì hay ý nghĩa, hãy cho mình xin lượt like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tô tiếp tục con tượng. Mình làm xin tiếp tục tô mò nhé các bạn. Con tượng béo của vịt béo của mình nha. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ vẽ các bạn xem cái bánh kem nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vẽ này. Để ra đi không thể nào à? Ngu không thể nào à? Đấy. Đấy. Ba giờ rồi không thể nào. Biết chứ. Mèo no mắm. Con gà. Trái tim đã mang buồn vui. Về tô màu xong nhé các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ làm là video tô màu. Nếu các bạn thấy video này hay thì hay ý nghĩa, hãy cho mình xin lượt like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn.
con giúp đi. Nhiều rồi. Nhiều sẽ cho một con rất là. Đi con này sẽ vỡ rồi này. Xin chào bạn, bây giờ mình sẽ tiến hành máy đọc cà phê nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cà phê nha.